ảo lắm rồi đó tụi bay hả, sợ chị đã bi riết rồi, cái ảo theo luôn, trời đã bi có gì đâu mà sợ, nhà là phải cung năm. Ôi ghê vậy trời, sao tôi ra đây dữ vậy trời, em tập gym ở đây xong rồi năm mới em quay kịp em đi ở con gái đúng không? Ôi ơi, không hả, bi cái gì đúng không vậy, em quay.